Thầy Nam xin chào cả lớp. Thì tiết hôm nay chúng ta sẽ học về bài số 3 là bài cấu trúc chương trình. Thì bài số 3 của mình lưu huyết ngắn thôi. Trước khi vào bài số 3 thì mình sẽ ôm lại bài số 2, một vài kiến thức bài số 2. Thì bài số 2 mình đã học cách đặt tên trong chương trình Basco đúng không? Trong lập trình rồi cách khai báo hàng và khai báo biến. Thì tên trong Basco thì nó chỉ có là gì, tên dành riêng là từ khóa này, là các từ khóa để khai báo những cái gì mình cần, như ví dụ như khai báo biến, khai báo tên chương trình vân vân, tí nữa mình được học ha. Rồi tên chuẩn là những cái tên mà Pascal đã dùng rồi, Pascal đặt tên cho như là tên của các lệnh, tên của các hàng và tên của thư viện hàng. Rồi tên do mình đặt, tên do người lập trình đặt, người lập trình đặt tên theo quy tắc đặt tên trong Pascal. Rồi hàng và biến. Hàng và biến là những cái giá trị dùng để lưu trữ dữ liệu trong Pascal. Thì hàng không thể thay đổi giá trị khi mà mình thực hiện chương trình. Còn biến là trong quá trình thực hiện chương trình thì có thể thay đổi giá trị được, hàng thì không thay đổi được ha. Còn chú thích thì đặt trong cặp chống hoặc móc nhọn. Chú thích thì Basco sẽ bỏ qua và không có dịch hay không có kiểm tra lỗi gì bên trong đó hết. Rồi mình qua bài số 3. Bài số 3 thì lý thuyết rất là ngắn. Đây chỉ có nhiêu đây lý thuyết thôi. Thì cấu trúc một cái chương trình Basco của các em nó gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất là phần khai báo. Phần khai báo thì các em muốn khai báo, các em muốn dùng cái gì thì các em khai báo cái đó ha, có 6 phần đây. Và phần thứ hai là phần thân chương trình. Thì thân chương trình mình thấy cú quốc pháp lý thuyết nó nhỏ xíu rồi đúng không, nhưng mà khi mình lập trình đó, là các câu lệnh nó dài dữ lắm, có những chương trình rất là dài ha. Rồi mình tìm hiểu các phần khai báo. Thì phần khai báo thứ nhất là khai báo tên chương trình nè. Các em muốn đặt tên cho chương trình của mình là cái gì thì các em cứ khai báo tên chương trình mình, đặt tên và nhớ đặt theo quy ước đặt tên mình đã học ở bài 2. Tên gồm có chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới thôi. Rồi khai báo thư viện hàm. Thư viện hàm trong Basco có rất là nhiều thư viện hàm để dùng, và các em muốn dùng cái hàm nào là các em phải mở cái thư viện hàm đó ra. Thì để mở thư viện hàm các em dùng từ khóa là use rồi tên cái thư viện hàm đó. Thì giống như trong nhà các em có rất là nhiều cái tủ đồ đúng không, mỗi tủ đồ chứa một vài nhóm món đồ khác nhau. Các em muốn lấy đồ, ví dụ như muốn lấy quần áo thì các em phải mở tủ quần áo ra, muốn lấy đồ chơi mở đồ chơi ra, muốn lấy chán bát gì đó các em mở tủ chán bát ra đúng không. Thì ở đây cũng y vậy, dùng use để khai báo mở thư viện hàm. Rồi khai báo hàng. Hàng là mình học ở bài 2 rồi, mình muốn đặt tên hàng gì đó. Tên hàng là tên do mình đặt rồi gán cho nó cái giá trị, ở đây là dấu bằng nha. Tiếp theo là khai báo biến. Khai báo biến thì gồm có danh sách tên biến và hai chấm kiểu dữ liệu. Thì mỗi biến cách nhau bởi dấu phẩy nha. Danh sách tên biến có biến A, phẩy, biến B, phẩy, biến C, hai chấm kiểu dữ liệu. Rồi các em xuống dòng, các em có thể khai báo cái danh sách biến thứ hai nữa, cả biến D, biến E, S, hai chấm kiểu dữ liệu, vân vân. Rồi tiếp theo là mình sẽ khai báo chương trình con. Thì chương trình con ở đây có hai loại là procedure là hủ tục và function là hàm. Thì chương trình con mình sẽ được học ở học kỳ 2. Mình sẽ học cách viết chương trình con ở học kỳ 2. Hủ tục là gì? Khi nào dùng hủ tục, khi nào dùng function là dùng hàm. Thầy sẽ nói rõ, nói sâu hơn ở học kỳ 2 ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua coi một cái bài mẫu thầy được viết bằng Basco.
Đây là bài ví dụ giải phương trình bậc 2, giải và biện luận phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0. Rồi, thì có các từ khóa khai báo nè, program, là khai báo tên chương trình. Thì trên chương trình thấy các em có thấy là thầy đặt theo cái quy ước đặt tên là tên trong Basco là gì? Gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới. Tên được bắt đầu bằng chữ cái hoặc là dấu gạch dưới, không bằng chữ số ha, đặt cho đúng quy ước. Use khai báo CRT. Mở cái thư viện hàm CRT ra. Ở dưới thầy có dùng cái hàm là hàm căn bậc 2 nè. SVRT, cái hàm này nó nằm trong thư viện hàm CRT cho nên mình mới dùng từ khóa là use, mở thư viện hàm ra. Rồi khai báo biến. Khai báo biến thì dùng từ khóa là var x1 x2. Hồi a là hằng a ha, hằng số a, hệ số a, hệ số b, hệ số c và delta. Thầy khai báo một dòng, các em có thể khai báo hai dòng. Ví dụ giờ thầy cắt ra. Rồi ở đây thầy hai chấm real lại. Số thực kiểu dữ liệu là mình sẽ học là số 4. Kiểu dữ liệu ở đây là số thực ha. Rồi. Thầy tách ra cho nó rõ ràng là nghiệm đúng không? Hệ số. Rồi. Các em khai báo hai dòng và một dòng, tại vì hồi nãy là nó chung kiểu dữ liệu nên thầy khai báo một dòng. Thì hai dòng vậy thì nó sẽ rõ ràng hơn. Rồi rồi studio là chương trình con này. Khai báo thầy đặt tên đó là BT bậc 2 này, phương trình bậc 2 này. Có các biến bên trong này ha, biến cục bộ. Thầy sẽ nói sâu vào chương trình con ở học kỳ 2 cho nên ở đây mình làm quen thôi. Rồi, cách tính. Cách tính trong thầy bỏ hết trong chương trình con. Thì chương trình con là sao nè, giống như vậy nè. Bây giờ các em biết làm cửa sắt, các em biết hàn đó, các em có thể hàn được một cái cửa sắt đó, nhưng mà các em không rảnh, các em hàn và các em mướn một cái người thợ, người ta tới người ta hàn cho các em, ta hàn xong ta đưa ra cho mình kết quả là cái cửa sắt ha. Ta hàn xong nó sẽ có được cái cửa sắt cho mình. Thì đó gọi là chương trình con, nó thực hiện cũng giống như vậy. Thì chương trình con mình bỏ hết các câu lệnh cần thực hiện của cái chương trình con đó. Ở đây thầy bỏ hết cái các bước giải và biện luận phương trình bậc 2, bỏ hết vào đây. Rồi sau đó chương trình chính của thầy đây. Chương trình chính. Trong chương trình chính thầy chỉ việc là gì? Yêu cầu người ta là nhập ba hệ số. Nhập ba hệ số, thầy ghi ba hệ số ha. ABC. Rồi, đó là lệnh in ra màn hình, là lệnh nhập đây. Rồi, hệ số A, hệ số B, hệ số C. Rồi sau khi có được, sau khi thực hiện cái lệnh này là có được ba giá trị ABC khi mà mình chạy chương trình đó ha. Rồi. Thầy sẽ gọi cái chương trình con là phương trình bậc 2 và thầy truyền vào ba giá trị đó cho nó. Và nó nhận ba giá trị này. Nó sẽ bắt đầu thực hiện cái lệnh ha, kiểm tra nè. Nếu a bằng 0, đúng a bằng 0 thì kiểm tra tiếp coi b có bằng 0 hay không. Nếu b bằng 0 nữa, đúng thì thực hiện kiểm tra tiếp. Nếu c bằng 0, nếu c bằng 0, a bằng 0, b bằng 0, c bằng 0, vậy có phải là phương trình của mình vô số nghiệm không? Nghiệm nào vô phương trình cũng đúng hết đúng không? Rồi ngược lại ở đây, L này là của if này. L có nghĩa là ngược lại. Ngược lại của c bằng 0 có phải là c khác không không? A bằng 0, B bằng 0 mà C khác 0, vậy có phải là phương trình vô nghiệm không? Vô nghiệm thầy ghi đây là vô số nghiệm. Chặt lắm. Thầy xin lỗi lớp, thầy copy câu trên xuống mà thầy quên sửa. Rồi phương trình vô số nghiệm, vô nghiệm chứ. Phương trình vô nghiệm ở đây ha. Rồi tiếp. Else là ngược lại của cái if này nè, của B bằng 0 nè. B bằng 0 thực hiện này, ngược lại có nghĩa là B khác 0 đúng không? B khác 0 mà A bằng 0 đang nằm trong A bằng 0 đúng không? Hay nằm trong A bằng 0 nè. Rồi vậy B khác 0, B khác 0 thì cứ tính ít thôi, nó trở thành phương trình bậc nhất. Mình cứ tính là gì? Trừ C chia
chia B. Rồi, in ra có một nghiệm x. Đây, in cái giá trị biến x ra. 2.0 là dùng khoảng cách mặc định. Nếu ở đây các em 2.10, họ sẽ dùng 10 khoảng cách. 10 khoảng cách. 10 khoảng cách, 10 vị trí á. Rồi, để in cái giá trị x ra, 2.2 là lấy hai số hợp phân thôi. Rồi, else ngược lại nữa, kết thúc của cái nếu a bằng 0 này đúng không? Nếu a bằng 0 nè. Nếu a bằng 0 là đúng thực hiện mấy này nè. Còn ngược lại, else. Ngược lại có nghĩa là a khác 0. A khác 0. A khác 0 thì mình cứ tính delta và mình biện luận theo delta bình thường thôi. Giống y như trong giải phương trình bậc 2 của các em đúng không? Giải phương trình bậc 2 học ở lớp mấy ta? Lớp 9 đúng không? Lớp 9 học phương trình bậc 2 rồi, giải và biện luận phương trình. Rồi, delta tính delta bằng b bình trừ 4ac. Rồi, kiểm tra nếu delta lớn hơn 0. Delta lớn hơn 0 là phương trình có hai nghiệm phân biệt. Tính x1. Tính x2. X1 bằng trừ b cộng căn delta tất cả chia cho 2a. Rồi, x2 cũng vậy bằng trừ b trừ căn delta tất cả chia 2a. Nghiệm in nghiệm in giá trị x1 in giá trị x2. Rồi, ngược lại L. Ngược lại có nghĩa là không có lớn không đúng không? Không lớn không còn hai trường hợp. Hai trường hợp thì biện luận tiếp nếu delta bằng 0. Nếu đúng là delta bằng 0 thì thực hiện này có nghiệm kép đúng không? Tính nghiệm kép là x bằng trừ b chia 2a. Dấu nhân là dấu sao ha, dấu nhân trong Pascal. Dấu nhân trong máy tính. Các câu lệnh máy tính là dấu sao. Rồi, có nghiệm kép. Rồi in x ra. Ngược lại nữa, else. Ngược lại có nghĩa là không có bằng không mà cũng không có lớn hơn không. Vậy có nghĩa là nhỏ hơn không đúng không? Nhỏ hơn không thì cho là phương trình vô nghiệm. Rồi mình sẽ chạy thử chương trình này ha, mình sẽ nhập các giá trị là nghiệm kép nè. Lớn hơn không, nhỏ hơn không. Ba trường hợp chúng ta. Thầy sẽ nhấn vào là compile and run, dịch và chạy chương trình. Rồi, chương trình nó vậy, nhập ba hệ số. Bây giờ nhập không nè, a bằng không, nhập trường hợp 1 trước ha, a bằng không, b bằng không, c bằng không. Enter, mọi cái cách ra, enter cái phương trình vô số nghiệm đúng không? Rồi, thầy execute lại lần nữa nè. Execute. Rồi. A bằng 0, B bằng 3, C bằng 0. Có phải là phương trình vô nghiệm không? A phương trình có nghiệm, B khác không mà. B khác không phương trình có nghiệm là bằng trừ 0. Hay quá, trừ 0 nó cũng ra trừ 0 cho mình nè. Rồi, hãy nhập tiếp. A bằng 0, B bằng 0 và C khác không. Đây là vô nghiệm, C khác 0 thì nhập bằng 3 đi. Phương trình vô nghiệm. Tiếp. Rồi, bây giờ thầy sẽ nhập nghiệm kép trước nè. 1 nè, 2 nè, 1 nè. Phương trình này có nghiệm kép đúng không? Có nghiệm kép là x0 bằng trừ 1. Rồi, thầy sẽ nhập vô nghiệm một số số lớn. Ví dụ như 3, 4, 5. 3, 4, 5 chắc chắn vô nghiệm ha. Phương trình vô nghiệm. Rồi mình sẽ nhập có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt thì A với C nhỏ thôi, cho B to to. Thì cho A là 3 nè, B là 7 nè, và C là 2 thôi. Ha, phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 là trừ 0.33 và x2 là trừ 2. Rồi đó là cái mình chạy sơ demo, mình chạy mẫu một cái bài Pascal mẫu. Thì vô cái tiết học trực tiếp thầy sẽ cho các em chạy thử chương trình, nhưng mà ở cái bài đơn giản hơn chứ không có ở cái bài ở cái mức như bài này ha, tại vì mình mới học thôi. Có những bạn là đã học rồi thì cũng là gì
những bạn học rồi thì cũng biết là nhớ lại làm được, còn những bạn nào mới học thì thầy sẽ dạy hết lại từ đầu tới cuối, từ đơn giản nhất, cho nên các bạn chưa học đừng có lo lắng gì cả ha. Bài này thì mình chỉ làm quen thôi. Rồi bài tiết của bài 3 tới đây là hết, thầy Nam xin chào tạm biệt lớp.